Show về U Minh Cà Mau nha anh em ơi. Chiếc này xe Thái em tháo ủi với lại tháo cày phay hết luôn. Xe này anh trai lấy đầu không thôi à. Lên máy đi anh trai. Chỉ lấy đúng cái đầu không thôi nha. U Minh Cà Mau. Anh đang nhà mình đang xài là 5018. Nay muốn đồng lại với lúng quá rồi. Up lên 6040 xu. Xe này thay cho anh trai 4 quả vỏ mới. Mới tinh luôn ha. Tình trạng động cơ mới ra số rin. Ha. Đùi thì tháo ra thay phết cho anh luôn. Tháo hai phết đùi ra thôi. Còn số động cơ Yamaha là vẫn nguyên bản nguyên siêu của nó ha. Lớp sau thì em lên lớp NDR, lớp trước cũng vậy luôn ha. Ở nhà anh đang xài năm 2018 rồi. Giờ up lên hàng 6000 này xài cho nó sướng. Đây giờ lên máy. Máy 6000 này được cái là có turbo. Xài nó sướng hơn mà con. Đây. Chỉ xe này khúc này là không có dặm luôn nè, không có dặm gì hết. Nguyên bản nó chỉ sơn bốn cái mâm là dè, capo không có sơn. Cái lưng nó không có sơn luôn. Có sơn lại nhẹ, dặm nhẹ là cái đít này nè ha, cho nó mới mẻ thôi. Đó. Nên qua anh đem quay cho bà con xem. Sáu ngày 640. Gà đá thắng đi. Gà vô số rồi, gà số luôn đi. Nào số đây nè, số đây nha. Con zin nó còn nè ha. Đó. Đây. Sàn nước dưới còn sạch lắm. Số này hai. Mâm đây. Số khùng đây bà con. Xe này là 29 nha, 7G. Số khùng nó là 6 cũng không có đu đê nè. Để là 307 nè ha. Số khùng là 6000 nó khó nhìn lắm. Thường là hợp đồng làm số máy mà số khùng khó nhìn lắm. Nó gạt cái ủi rồi. Đây, cái lắp này bảo dưỡng xong luôn nè ha. Thay nhớt động cơ trên mình, tạ thì giờ hết tạ máy cài rồi, gắn tạ máy cắt, gắn ba cục tạ máy cắt vô rồi. Nói chung là cảm ơn anh em U Minh Cà Mau ủng hộ nha. Bà con nhà mình cần xe gì cứ liên hệ cho máy này mình thấy tiền nha bà con ơi.